Các bạn đang nghe tập truyện ngắn Vẫn Tiếng Hồng Chung của tác giả Sư Cô Thích Nữ Nhuận Bình qua giọng đọc Đồng Ngôn. Trưởng thành là gì? Là khi vấp ngã có thể tự mình đứng lên. Truyện ngắn thứ 3, Phận Đời. Tôi được ba mẹ cho đi xuất gia lúc đang học giữa lớp 5, chính xác là thi xong học kỳ 1. Trước đó vài năm, tôi xin đi tu rất nhiều lần nhưng ba mẹ không đồng ý vì quan niệm gia giáo ở quê áo mặc không qua khỏi đầu. Nghĩa là tất cả những việc trọng đại của con cháu đều phải thưa qua ông bà nội. Khi nào được sự chấp thuận của ông bà thì ba mẹ tôi mới dám quyết định. Tính tôi ương bướng, ngang ngạnh nên khi xin mãi mà ba mẹ không cho thì đổ lì lợm, bất trị. Bà sau đó thiết đãi tôi mấy trận đòn kèm theo bài ca giọng cổ muôn đời về sự giá trị và tầm quan trọng của tri thức, của bằng cấp. Nào là thất học thì sau này sẽ bất lợi như thế này, sẽ tác hại như thế kia. Nào là ba mẹ cả đời cày sau cuốc bẩm, chân lắm tay bùn, làm lụ mấy chục năm cũng không ngước mặt ra khỏi ngôi làng rặng tre bờ đê thửa ruộng, suốt ngày làm bạn với cái cày, cây cuốc và mấy con trâu ngoài đồng. Còn muốn đổi đời thì lo chí thú học hành, có bằng cấp đặng đi làm bàn giấy, ngồi phòng máy lạnh, chạy xe bóng loáng với người ta. Bỏ học rồi thì cánh cửa cuộc đời xem như khép lại, bàn chân sẽ không sạch hết đất phèn, quanh năm suốt tháng phải đối mặt với mưa gió, thời vụ, chưa tính đến thiên tai, bão lụt, hạn hán hoành hành. Nông dân ở quê thì ăn bữa hôm, lo bữa mai, không có của dư của để. Khi đau yếu bệnh tật ập đến, nhà cửa theo đó ra đi, cái nghèo luôn đeo đẳng chúng ta. Nông dân ở quê thì ăn bữa hôm lo bữa mai, không có của dư của để. Khi đau yếu bệnh tật ập đến thì nhà cửa theo đó ra đi, cái nghèo luôn đeo đẳng chúng ta. Nó ám ảnh ba mẹ từ trong giấc ngủ, nên việc học hành không được lơ là, phải cố gắng mới mong thay đổi số phận. Thật ra ba mẹ tôi dư để biết, có bằng cấp cũng chưa chắc đã được ngồi bàn giấy, phòng máy lạnh. Chỉ là ông bà muốn tạo viễn cảnh tươi đẹp để chúng tôi có động lực học hành, kiếm vài con chữ mà sống với đời. Thời tuổi trẻ, ba mẹ tôi luôn trong tư thế giáp mặt chiến tranh và chạy giặc, việc học hành không quan trọng bằng sinh mạng được bảo toàn. Bây giờ thì khác rồi, thời thế thay đổi nên người người phải học, nhà nhà tập trung lo cho con đến trường. Tuy nghe ba giáo huấn mỗi ngày nhưng đầu óc non nớt của tôi lại không nghĩ được nhiều như thế. So với lời của ba và sở thích của tôi thì tôi chọn sở thích của mình, bởi mình luôn quan trọng và đứng tớp đầu trong mọi việc. Và tôi quyết tâm cao độ, học bữa đực bữa cái, dành thời gian ở nhà để nài nỉ xin đi tu. Vì lúc đó tôi nghĩ khá đơn giản, đi tu là khỏi học, tu cần chi học với hạnh, cứ lo tu tốt là được, vì học nhiều học ít cũng chỉ gói gọn trong một chữ tu thôi. Sau khi thấy tôi lãnh đủ đòn và nghe đủ bài giáo huấn mà vẫn trơ như đá, vẫn như đồng, bà đành để tôi lên xe đạp chở ra nhà nội xin ý kiến. Gia đình tôi ở miền Trung, các định kiến về trọng nam khinh nữ và phong lệ giáo được huân tập sâu sắc trong nếp sống người dân. Có thể trong gia đình không có vật chất đầy đủ, cơm ngày ba bữa có thể thiếu, nhưng sĩ diện thì luôn đong đầy, bao phủ và truyền thừa qua nhiều thế hệ. Vì bệnh sĩ mà ông tôi năm lần bảy lượt cấm tôi đi xuất gia, dù ông là con Phật chân chính. Ông quan niệm rằng đi tu được là tốt, là phước báo ba đời của dòng họ. Nếu trong gia tộc nhà ai có người đi tu, nhưng nếu như đi xuất gia rồi mà giữa đường gãi gánh, trà áo lui về thì đó là tội lỗi, là mang tiếng cả dòng họ, là sự sỉ nhục lớn đối với ông bà tổ tiên. Hơn nữa lúc đó tôi chỉ mới là một đứa trẻ 9-10 thì biết gì mà tu với tập. Thế nào khi lớn lên thấy đời xa hoa hào nhoáng, hấp dẫn hoa lệ, rồi sanh lòng ham thích mà đòi về. Đã như vậy thì khỏi cho đi, đỡ mang tiếng gia đình, mà cũng không phải mắc nợ cơm áo của tam bảo, của tính chủ đàn na.
Vì nghĩ vậy nên ông cự tuyệt, không đồng ý để tôi đi. Sau nhiều lần xin đi tu bất thành, thế là tôi bạo gan nghỉ học hẳn. Lúc đó tôi học cũng khá, được cô giáo trong lớp chọn để dự thi học sinh giỏi môn toán và văn với các bạn khối lớp 5. Sau đó chọn ra những bạn xuất sắc đi thi học sinh giỏi cấp huyện. Những ngày nghỉ học ở nhà, tôi lầm lì không nói. Cô giáo gửi giấy mời phụ huynh họp và khuyến khích tôi đi học vì ngày thi đã cận kề. Bà khuyên mãi tôi không nghe. Bực quá, ông tha tôi lên giường, bắt nằm úp xuống, lấy roi đánh vào mông thật đau vì cái tội đòi đi tu bỏ học. Lúc đó dù uất ức lắm, nhưng phải nhịn vì giải thích sẽ bị đánh đau hơn. Tôi đã ăn đòn nhiều trận vì tội đòi đi tu, nhưng trận đòn này là trận đòn lớn nhất, đau nhất, quyết liệt nhất. Cũng là trận đòn sau cùng, kết thúc chặng đường tuổi thơ nơi quê nghèo, một nắng hai sương. Thấy tôi bất trị, ba đèo tôi ra nhà nội lần nữa. Ông nhìn tôi rồi ra dấu cho tôi lại gần, đưa cánh tay gầy guộc vuốt vuốt tóc tôi. Con thích đi tu lắm mà, đi tu khổ lắm con biết không? Phải ăn chay cả đời, mặc áo nâu sòng cả đời, sống độc thân cả đời. Chưa kể khi ở chùa phải giữ rất nhiều giới luật thanh quy, con có làm nổi không? Con làm nổi mà nội. Nội đồng ý cho con đi đi. Đi tu là điều không đơn giản và dễ dàng. Nếu đi tu dễ thì có lẽ hàng triệu người trên thế gian này bỏ cuộc sống gia đình vô chùa tu hết rồi. Vì con thấy không, vào chùa rồi thì quý thầy cô chỉ lo tu thôi, không cài cấy, không bon chen, vật lộn mưu sinh với đời, không tìm kiếm cơm áo gạo tiền, danh lợi, địa vị như người thế gian. Ấy vậy mà thế gian có được bao nhiêu người tu trọn vẹn? Đủ biết rằng con đường đó không dễ đi chút nào. Chưa kể đến việc đi tu phải trải qua nhiều thử thách khó khăn oan trái, con có đủ vững chãi, tự tin, nhẫn nại để vượt qua không? Con nhất định sẽ chịu được. Nội cho con đi đi mà. Thấy tôi hạ quyết tâm cao độ, ông tôi xoa đầu rồi bảo tôi ra ngoài chơi. Ông kêu ba vô nói chuyện một hồi rất lâu, bà mới ra chở tôi về. Tối đó trong mâm cơm, ba tôi nhẹ nhàng nói: Ba mẹ tuy không giàu có hơn ai, nhà mình so với người ta cũng không khá giả gì. Nhưng ba mẹ dù nghèo khó bao nhiêu thì cũng lo cho các con ăn học nên người, quyết không để các con đói rách thất học. Này bé Tâm quyết chí đi tu, ba mẹ không muốn ngăn cản chí nguyện xuất gia của con. Nhưng con hãy nhớ một điều rằng, con đi tu là vì lòng yêu mến đạo Phật, tuyệt đối không vì thiếu cơm ăn áo mặc mà đi. Ba muốn nhấn mạnh điều này để con nhớ rằng, mai sau trên bước đường tu đạo, nếu có một lúc nào đó con trùng bước, hãy nhớ đến tâm nguyện xuất gia ban đầu mãnh liệt của con mà cố gắng. Đừng để giữa đường gãi gánh thì ba mẹ ông bà không vui. Nghe ba nói vậy, tôi lờ mờ hiểu được rằng mình đã được ông bà và ba mẹ cho đi tu rồi. Tôi mừng lắm. Tối đó ăn cơm xong, tôi đi hết các nhà trong xóm báo tin vui. Sau này lớn lên, ngồi ngắm lại thấy mình trẻ con hết sức, đi tu mà như đi trải hội vậy. Hồi đó đi xuất gia bằng ngần ấy tuổi, tôi nghĩ chắc tôi là nhí nhất trong những bạn nhí đi tu. Ai về vào chùa rồi mới thấy có nhiều bạn còn nhí hơn cả tôi, thậm chí có bạn đi tu khi vừa lọt lòng mẹ. Chính vì lý do này mà thời gian làm tiểu của tôi không hề cô đơn, lẻ bóng. Đặc biệt ở xứ Vạn Hạnh và Đại Tòng Lâm, vùng đất thánh địa của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giai đoạn đó thì có quá nhiều chú tiểu bằng lớn và nhỏ tuổi hơn cả tôi. Do đó mà đi đâu, làm gì, học gì, bên tôi cũng có bạn đồng hành.
tuy là học chung, đi làm chung với tôi có rất nhiều bạn tiểu, nhưng có một người làm tôi nhớ mãi đến hôm nay. Hình bóng cô ấy, nụ cười, giọng nói của cô ấy đã từng có thời gian ám ảnh tôi cả trong giấc mơ. Tôi không biết gọi mối quan hệ đó là gì, nhưng cũng chưa hẳn là thân. Tri kỷ thì càng không phải, nhưng lại chẳng thể quên nhau. Nhờ cô ấy, tôi đã có những quyết tâm vững chãi hơn trên đường tu tập nhiều thử thách chông chênh của mình. Chú Tiểu bạn tôi tên Hà, bằng tuổi tôi, sanh trước tôi 1 tháng. Hà sanh tháng 8, tôi sanh tháng 9. Hà da trắng, tôi da ngăm. Hà hoạt bát vui vẻ, dễ bắt chuyện, dễ gần. Tôi ít nói, khó làm quen. Hai đứa tôi chỉ có duy nhất một đặc điểm giống nhau, đó là hai cái chõm còn sót lại trên đầu dài bằng nhau. Những chõm Hà đẹp, tóc thẳng, đen bóng và thơm phức mùi dầu gội bồ kết. Chõm tôi thì vàng hoe, cọng dài cọng ngắn, lại chẳng thơm tho gì. Hà có nhiều ưu điểm, cái gì cũng hơn tôi. Tôi không bằng Hà mọi thứ, cả chiếc xe đạp của Hà cũng mới và bóng loáng hơn xe tôi. Tôi chỉ có duy nhất một cái hơn Hà là tôi học khá hơn cô ấy. Hai con người, hai tính nết, hai cách sống khá trái ngược nhau, ấy thế mà chúng tôi lại chơi chung với nhau được. Nói là chơi chung, nhưng không phải mọi thứ chỉ loanh quanh trong lớp thôi. Ra khỏi lớp là chùa ai người đó về, đời ai người đó tu, chuyện ai người đó giải quyết, không liên quan và cũng hiếm khi chia sẻ. Vì tính cách của Hà hoạt bát, nhanh nhẹn, vui vẻ như vậy, nên chỉ một khoảng thời gian ngắn bước vào lớp 6 là Hà quen được cả khối bạn. Còn tôi thì chỉ mới biết tên được 2 bạn ngồi bên cạnh trái, phải mình thôi. Hồi đó đi học, tôi thích ngồi bàn đầu, nên được thầy giáo sắp xếp ngồi giữa bàn 2. Hà ngược lại, chỉ thích ngồi bàn cuối, và cô ấy tự đổi chỗ ra sau ngồi. Có lẽ ngồi phía sau phù hợp với tính cách của cô ấy. Tuy học chung lớp nhiều năm, nhưng tôi ít khi quan tâm đến chuyện riêng của ai. Vào lớp thì luôn sát giờ cùng giáo viên, tan học thì chạy một mạch ra về. Thậm chí gần xong lớp 6 mà tôi chưa biết hết tên các bạn, chưa thuộc nổi gương mặt của từng người. Một ngày nọ, khi đang cặm cụi giải toán, tôi quên mất một công thức thầy vừa dạy hôm trước. Quay qua nhỏ bạn bên phải để hỏi, nó đưa tay ra hiệu cho tôi đợi nó một lúc và cắm cúi viết lấy viết để. Lúc đó mảnh giấy nó viết nằm ngay tầm mắt của tôi, nên tôi đọc luôn. Ê Trâm, mày biết chuyện gì chưa? Thằng Văn nó yêu chú Tiểu Hà trong lớp mình đó. Chuyện động trời chưa? Sau câu này là một nét chữ khác, hình như là của Trâm, người ngồi bên trái tôi. Tuy nét viết hơi cẩu thả, nhưng tôi vẫn nhận ra chữ nó. Đó, giờ mày đã tin chưa? Bữa tao nói mà mày không nghe. Tao bắt gặp chú Hà với thằng Văn nói chuyện với nhau hoài à. Mà mày thấy không, lớp mình thiếu gì con gái xinh, sao phải cứ thương chú Tiểu mới được chứ. Chắc đang tính làm chuyện tình lang điệp thời hiện đại đây mà. Nói chung, không biết hai đứa trao đổi giấy khi nào mà tôi thấy viết qua viết lại đầy cả trang giấy học trò luôn. Sau mấy giây suy nghĩ, tự nhiên tôi thấy động chạm tự ái. Niềm tin tôn giáo trong tôi bốc cháy nguồn ngụt. Tôi lấy một mẫu giấy nhỏ, dẹp cuốn sách toán qua một bên và viết cho hai đứa ngồi bên tôi. Hai bạn nói gì với nhau mình hiểu hết rồi, nhưng mình mong hai bạn cẩn thận khi nói về một chú Tiểu như vậy. Rủi như chỉ là suy đoán của các bạn thì tội cho chú Hà. Về chùa bị sư phụ phạt đó. Các bạn ở ngoài được tự do đi lại, ăn nói, được tự do chơi với bất kỳ ai. Riêng những chú Tiểu như tụi mình đã vào chùa rồi, xem như cánh cửa hồng trần khép lại. Nếu các bạn không hiểu mà cứ loan tin như vậy thì rất tội cho chú Hà, mong các bạn thông cảm cho. Tôi gửi mảnh giấy đi thì không quan tâm chúng nó làm gì nữa, tự mở sách tìm công thức giải toán tiếp. Chỉ biết rằng sau mảnh giấy nhỏ của tôi, hai nhỏ bạn kế bên không viết qua viết lại nữa. Cuộc bàn tán đang hồi sôi nổi của cả hai cũng bị tuột hết cảm xúc sau khi đọc tấm giấy của tôi. Hai bạn bí xị mặt và cúi gằm xuống đọc sách. Thật ra trước khi nghe nhỏ bạn ngồi kế bên tôi bàn tán
thì tôi cũng đã từng nghe nhiều bạn ngồi phía cuối lớp nói xa nói gần rồi. Nhưng vì tôi không quan tâm, lại cũng không nghe đích thực tên ai, nên không có cơ sở để nói. Đến lúc thấy mảnh giấy viết rõ tên chú Hà thì tôi mới mạnh dạn nói lên quan điểm của mình, cũng muốn giải vây sự bàn tán của mọi người dành cho Hà và muốn dập tắt những chuyện không hay cho những người xuất gia như chúng tôi. Hồi đó mỗi lần nghe được những bàn tán không đáng có về Hà, tôi cũng thường gọi chú ấy ra ban công nói chuyện. Tuy chúng tôi bằng tuổi, lại học chung lớp, nhưng tôi rất ngại nói thẳng vấn đề, nhất là những chuyện tế nhị như vậy. Tôi chỉ nói mé mé, rồi khuyên Hà hãy cẩn thận, đừng tạo cơ hội để mọi người bàn tán không hay. Tuy mọi thứ tôi không bằng Hà, nhưng chẳng hiểu sao Hà cũng nể tôi lắm. Chú ấy thường im lặng nghe tôi nói, gật gù khi tôi giải thích. Nhưng mỗi lần tôi đề cập đến chuyện tế nhị đó, Hà cứ ừ ẻ cho qua, rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. Tính nó cũng hài hước, nên chỉ sau vài câu bâng quơ là nó đã chọc tôi cười lăn ra rồi. Những gì mới khuyên nó cũng theo gió bay đi. Sự nghiệp học tập của chúng tôi cứ thế trôi qua. Thu sang, đông đến rồi hạ về, chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã vào lớp 9. Hà thì vẫn vậy, vẫn bạn bè, vẫn lắm người theo. Tôi thì bị gán ghép, chính ép trước tuổi, nên cuộc sống cứ thầm lặng trôi đi. Hồi đó tốt nghiệp lớp 9, chúng tôi phải thi rất nhiều môn. Tuy cùng là chú tiểu như nhau, nhưng chùa tôi, việc nhiều nên bận rộn liên tục, không được thông thả như Hà. Do đó ngoài các công tác ở chùa, tôi tập trung toàn bộ thời gian để học. Những ngày thi tốt nghiệp cấp 2, cả lớp chúng tôi phải khăn gói về tận mãi dưới Bà Rịa thi. Bình thường chúng tôi chỉ gặp nhau trên lớp, nói cười vài ba câu là phải tập trung vào học, nên không ai để ý hay quan tâm đến cuộc sống của ai. Đến khi thi tốt nghiệp, chúng tôi có cơ hội ở chung, ăn chung, học ôn chung với nhau. Tuy chỉ mấy ngày ngắn ngủi, nhưng tôi cũng phát hiện ra khá nhiều điều. Tôi thấy Hà và nhóm bạn Hà thường chơi chung, ít ai học hành gì cả. Có học thì cũng chỉ qua loa thôi. Bản thân tôi cứ nghĩ chắc là do mọi người đã học thuộc bài hết rồi, nên không cần học thêm nữa. Thay vào đó, tôi thấy mọi người lên kế hoạch đi dã ngoại cho mùa hè. Tiếng thì nói đi dã ngoại, nhưng chỉ là đi chùa thôi. Những ngôi chùa lớn và đẹp ở lanh quanh làng Vạn Hạnh và khu vực Đại Tổng Lâm, trong đó có những chùa, những am thất nằm trên núi Thị Vãi nữa. Mọi người ai cũng hào hứng rủ rê tôi, nhưng tôi không dám hứa, vì chưa được sự cho phép của sư phụ, nên tôi nói tới đó mới tính được. Nhưng nói cho đám bạn vui vẻ, có hứng thế thôi, chứ tôi biết là tôi sẽ không đi. Dù sư phụ có cho, thì với bản tính vốn không thích thì tôi cũng sẽ kiếm cách để từ chối. Ngày thi cuối cùng rồi cũng khép lại. Trong lúc chờ các bạn tụ họp đông đủ lên xe về, tôi chọn chiếc ghế đá trong góc sân trường và ngồi nghỉ. Lúc này tôi mới thật sự bình tâm, đủ thời gian và cảm xúc để nhìn ngắm mọi thứ quanh mình. Ngôi trường này thật đẹp, những cây phượng vĩ trong sân cũng đang rộ mùa hoa. Sát phượng rơi tứ tán khắp nơi, đỏ rực cả sân trường. Đầu đó tiếng ve bắt đầu cất cao giọng hát. Từ ngoài cổng đi vào, hoa bằng lăng tím đã nở đầy một khúc sân. Cảnh vật nên thơ như thế này mà mãi đến ngày chia tay tôi mới kịp cảm nhận. Tự nhiên tôi nghĩ đến lớp, đến những con người đang đứng cười nói cách đó vài chục thước. Vì tôi biết sẽ có kẻ sau ngày hôm nay, cánh cửa học vấn bắt đầu khép lại mãi mãi. Sẽ có người theo gia đình chuyển về một ngôi trường khác, có người sẽ du học phương xa. Rồi đây, hơn 30 con người trong lớp chúng tôi sẽ tứ tán khắp nơi. Cũng không biết con thuyền số phận để đưa chúng tôi cập bến phương nào. Tôi đưa tay nhặt vài sát phượng quanh mình, nhìn ngắm nó trong lòng bàn tay. Thấy chúng có rất nhiều khác biệt. Tuy là cùng màu hoa phượng đỏ tươi, nhưng có cánh bị sâu ăn gần hết. Có cánh bị người ta dẫm lên, nghiền nát. Cũng có cánh còn tươi mới như nguyên. Tôi liên tưởng đến cuộc đời của mọi chúng tôi, rồi đây số phận đẩy đưa. Chúng tôi ai rồi cũng sẽ đổi thay, cũng sẽ khác. Dù muốn hay không, buồn hay vui, chúng tôi vẫn cứ phải chấp nhận điều đó xảy ra như một quy luật, như một định lý bất di bất dịch trong cuộc đời. Mấy tháng hè nhanh chóng qua đi, thoát một cái mùa tựu trường cũng đến. Không vui vẻ huyên náo như thời cấp 2, chúng tôi vào lớp với cảm giác xa lạ, khó gần vì trường mới, lớp mới và người cũng mới. Tôi với Hà và một số bạn học vẫn chung lớp với nhau,
Tuy chỉ xa 3 tháng hè, nhưng dường như chúng tôi lớn hẳn. Tôi lúc đó đã thọ giới xa di ni rồi, nên cái chớp trên đầu cũng mất đi. Riêng Hà do chưa thọ giới, nên chậm tóc nhỏ nhắn ấy vẫn còn. 2 tháng đầu tiên vào học cấp 3, Hà vẫn như vậy, vẫn vui vẻ hoạt bát như ngày nào. Đám con trai dĩ nhiên là bám lấy Hà để chơi. Nhưng khi bước vào tháng thứ 3, giai đoạn gần thi giữa học kỳ 1, tôi bắt đầu thấy Hà thay đổi. Mỗi ngày Hà đi học sớm, về thật muộn. Nếu hôm nào học cả ngày thì Hà không về chùa mà đi hết nhà đứa bạn này đến nhà đứa bạn kia chơi cho đỡ buồn chán. Vào lớp học, Hà luôn trong trạng thái mệt mỏi, không tập trung, thường xuyên gục mặt lên bàn. Bài vở chẳng khi nào thầy cô giáo dò mà Hà thuộc trọn vẹn, thậm chí còn bị cô thầy cho đứng trên bục giảng học thuộc mới được về chỗ. Rồi Hà còn đem nhầm tập để quên sách vở ở nhà. Tôi nhìn Hà với cặp mắt thương cảm, ái ngại, nhưng không thể giúp gì được cho cô ấy. Chỉ mới đây thôi mà một cô bé năng động, hoạt bát trong Hà đã biến đâu mất. Thay vào đó là một người chán nản, eo uột hay đau ốm. Có vài lần Hà đến bên tôi, nói chuyện với tôi trong tâm thế chán nản, sầu đời. Tôi hỏi: Hà sao vậy? Dạo này thấy bạn xa suốt thế. Bộ ở chùa có chuyện gì sao? Hay gia đình ba mẹ không khỏe? Hay Hà bị bệnh gì? Về xin sư phụ đi khám bệnh đi, để vậy sao được. Mình buồn quá Tâm ơi. Sao đời mình khổ quá à. Dạo này mình chán nản nên đi học muốn ở luôn trên trường. Muốn tìm bạn bè nói chuyện, mình không muốn về chùa. Tôi cố gắng hỏi thêm nhiều thứ, nhưng Hà không nói và đứng dậy bỏ đi. Lúc đó tôi thấy Hà tội lắm. Ngày trước, mỗi lần đi học, nhìn thấy cô ấy cười, đùa vui với bạn, đôi khi tôi bực và ghét ra mặt, bởi vì tính tôi cố chấp cho đó là không nghiêm túc. Nhưng bây giờ, nhìn cô ấy bạc nhược, tôi lại thấy thương Hà quá đỗi. Muốn làm gì đó cho bạn, nhưng bản thân tôi lúc đó không suy nghĩ được nhiều, cũng không thể giúp gì, vì tôi cũng chỉ là một tu sĩ bé nhỏ thôi. Nhìn Hà như vậy, tôi cứ nghĩ cô ấy buồn vì đang có khúc mắc gì với sư phụ. Cũng giống như tôi, lâu lâu làm sai hay nói sai cái gì, thường bị sư phụ la, những lúc đó cũng buồn ghê gớm lắm. Bởi lẽ chúng tôi đi xuất gia, bỏ gia đình, cha mẹ, người thân, vào chùa rồi chỉ biết có sư phụ. Sư phụ là bầu trời, là hơi thở, là cuộc sống của chúng tôi. Nên nếu làm cho sư phụ buồn, thì dĩ nhiên bầu trời sống của chúng tôi cũng ảm đạm, mệt mỏi theo. Những lúc như vậy thì cơm ăn không ngon, ngủ cũng chẳng được an lòng. Phải tranh thủ gấp rút đi sám hối, xin lỗi sư phụ. Chỉ khi người vui lòng thì tâm của chúng tôi mới thư thái được. Và tôi nghĩ Hà cũng giống như vậy, nên tôi mới thấu hiểu và thương cảm lắm. Nhưng rồi một thời gian ngắn sau, Hà nghỉ học hẳn. Lớp vắng Hà tự nhiên tôi cũng thấy thiếu. Tôi không đi thăm Hà được vì chùa trái đường nhau. Tôi nhờ một sư chị tên Định, cũng tu như chúng tôi, mang đầu của lớp ghé chùa thăm Hà vì nghe loáng thoáng Hà bệnh. Một ngày sau, khi tôi vừa bước vào cửa, đã nghe nhóm bạn nữ thân trong lớp bàn tán xôn xao chuyện của Hà. Mọi người nhìn thấy tôi, chạy tới kéo lại nói nhỏ: Tâm ơi, Hà có thai rồi. Tôi đứng trấn người một lúc, rồi tiến nhanh về chỗ ngồi, để cặp vào học bàn và kéo chị Định ra ngoài nói chuyện. Chị, sao chị nói chuyện của Hà ra chi để bao nhiêu bạn trong lớp cùng biết vậy? Chuyện này đâu có hay ho gì đâu. Càng ít người biết càng tốt. Hà đã như vậy là bạn ấy đã khổ lắm rồi. Sao chị lại... Chị biết mà Tâm. Nhưng hôm qua chị không đi một mình. Chị đi cùng với lớp phó học tập, nên nó cũng biết chuyện luôn. Hôm nay đến lớp, chị không nói gì, là nhỏ lớp phó nói đó. Chị, mà sao Hà ra nông nổi vậy? Có thật là Hà... Đau lòng lắm Tâm ơi. Hôm qua chị với lớp phó mang sữa qua thăm, đúng lúc sư phụ vừa dẫn Hà đi Sài Gòn khám bệnh về. Đang trong cơn tức giận, sư phụ Hà kể hết mọi chuyện cho chị với Hòa nghe. Vừa nói, sư vừa chì chiết Hà. Có lẽ là do giận quá, không dằn được cơn tức. Trong lúc giận dữ, sư đó kể cho chị nghe như vậy. Dạo gần đây, vì thấy Hà mệt mỏi,
lại hay than đau bụng, nên sư mới đưa Hà đi thành phố khám. Vì cũng có vài Phật tử là bác sĩ, nên sư cô dẫn Hà đến phòng mạch quen khám bệnh. Lúc bác sĩ hỏi các triệu chứng, thì Hà bảo dạo này ăn không được, bụng lại hay đau. Bác sĩ vừa siêu âm xong, thì ra phòng ngoài gặp sư, vừa cười bác vừa nói: "Chú Tiểu không bị gì đâu cô, vì bé có thai nên hay bị ốm nghén thôi. Mà sư cũng về dặn bé, có thai rồi, không nên lấy vải quấn bụng như thế. Làm vậy sau này đứa bé sanh ra nó bị dị tật đấy." "Bác sĩ ơi, bác khám có bị nhầm không vậy? Nó là chú Tiểu, mới học lớp 10, sao thế được?" "Sư cô vào đây, tôi cho xem này." Nói rồi bác sĩ ra hiệu cho nhân viên đưa Hạ lên nằm lại trên băng ca, rồi chỉ cho sư cô thấy bào thai đang đập theo nhịp thở của tim, cứ nhích lên nhích xuống. Tận mắt chứng kiến nên sư phụ Hà tay chân rụng rời, lòng hoang mang tột độ, vừa giận vừa xấu hổ với chú bác sĩ Phật tử kia. Nên sau khi biết kết quả là sư cô chào tạm biệt bác sĩ và dẫn Hà ra xe về thẳng chùa. Trên chuyến xe từ Sài Gòn về chùa, khoảng cách giữa hai thầy trò trở nên căng thẳng, ngột ngạt, trầm uất. Quá bất ngờ và xấu hổ, sư phụ Hà hết mực tra hỏi nguyên nhân và không tiếc lời la trách. Hà chỉ khóc và khóc, không nói năng được gì. Chính điều này đã làm tăng sự giận dữ của sư phụ. Vì không muốn làm ầm ĩ trên xe, nên hai thầy trò im lặng cho đến khi về tới chùa. Nhớ lại ngày chúng tôi còn học cấp 2, mỗi ngày đến trường là những phút giây cô ấy tung tăng, vui vẻ cùng mọi người, liên tục nói cười và kể về vị sư phụ khả kính vĩ đại của mình. Hà rất được sư phụ thương yêu, chăm sóc, quan tâm và lo lắng. Cả vật chất và tinh thần, Hà đều không thiếu gì cả. Đó cũng là một trong những phước báo mà hiếm ai có được thời hành điệu như chúng tôi. Những ngày đó, Hà kể nhiều về sư phụ như mẹ ruột của mình. Đó là lý do để Hà có một tuổi thơ vui vẻ, vô lo và soi nổi như mơ ước của bao người. Bây giờ thì khác rồi, chỉ sau một biến cố, chỉ sau một lần nông nổi dại khờ, Hà không còn là một chú tiểu hồn nhiên, không còn ngây thơ trong sáng. Mà thay vào đó, cô ấy đã nếm trải hết mùi vị đắng chát của cuộc đời. Cái mùi vị khi mới nếm vào, tuy có cảm nhận chút xíu ngọt ngào, dịu nhẹ, nhưng càng để lâu, vị đắng tăng dần, vị chát ồ ạt kéo đến, cảm giác ngột ngạt khó thở và đớn đau. Thế mới nói, vui trong tham dục, vui là khổ. Sau khi bị sư phụ tra hỏi, Hà cũng thật lòng khai hết mọi chuyện. Do vì chùa trong quá trình xây dựng mà thiếu kinh phí, sư phụ phải đi hóa duyên ở thành phố Hồ Chí Minh và một số nơi khác. Có khi đi vài ngày, có khi sư phụ đi cả tuần mới về. Tính Hà nhút nhát lại ở một mình. Chùa nằm ngay chân núi thì vãi, đêm hôm khuya khoắt không có ai, nhiều khi nghe tiếng côn trùng kêu rã rít, tiếng muôn thú chạy nhảy truyền cành. Chỉ vậy thôi cũng đủ làm Hà khiếp vía. Có lần khi trời chập choạng về khuya, Hà tỉnh giấc và thấy cơ thể có nhu cầu đi nhà nhỏ. Dù sợ lắm, nhưng không thể nín nhịn được. Vừa bước ra khỏi phòng, Hà thấy con rắn lớn quấn vắt trên thanh cửa sổ, đang cố trường uốn để lao vào trong nhà. Hà sợ quá tung cửa, chạy qua nhà bên cạnh. Ngôi nhà sập xệ ấy, chỉ có người thanh niên tên Tùng và cha mẹ già xa quê đến vùng này lập nghiệp. Thấy chú Tiểu hớt hải kêu cửa, Tùng ra và trấn an Hà. Là chòm xóm với nhau nên Tùng dẫn Hà về lại chùa vì trời khá khuya. Nhưng khi đưa Hà đến cửa và toàn quay đi, thì Hà nhớ lại con rắn lúc nãy vẫn còn ở trong nhà. Cô nhờ Tùng vào kiếm và đuổi rắn đi. Một đêm, hai đêm và nhiều đêm sau đó lặp lại. Chẳng biết từ lúc nào mà việc có mặt của Tùng tại chùa mỗi lần sư phụ đi vắng như một chuyện rất bình thường và tự nhiên. Bản thân Hà có lẽ cũng không đủ hiểu biết để lường trước những hậu họa luôn đi kèm đằng sau đó. Khoảng cách xa lạ ngày nào giữa Hà và Tùng cứ ngắn dần, cho đến lúc không còn phần ranh giới nào cả. Bây giờ ngồi nghĩ lại, tôi mới đủ tỉnh táo để hiểu rằng nam nữ âm dương, đời đạo luôn phải tồn tại một khoảng cách nhất định. Nóng lạnh vừa đủ, xa gần có chừng mực, thì cuộc sống mới mang lại lợi ích, ý nghĩa bền lâu. Nếu vì một lý do nào đó, hoặc là thiếu hiểu biết hay nông nổi dại khờ, thì cái giá phải trả cho điều đó là rất lớn.
Không ai có thể quay ngược thời gian, cũng sẽ không có vị thần linh nào thấu hiểu những vấp ngã của tuổi trẻ để đưa mọi thứ trở về nguyên vẹn. Đó chính là lý do để Hà và Tùng mãi mãi không thể nào quay trở lại thời vô tư, trong sáng. Hà mang thai, đứa con ấy không phải vì tình yêu mà đến, cũng chẳng phải do không còn mến đạo màu mà đi. Có lẽ họ không đủ hiểu biết để giữ gìn, không đủ tuệ giác để phòng ngự. Từ ngày mang thai, Hà ăn uống thất thường, ói mửa liên tục, đau yếu thường xuyên. Cô ấy cũng không ý thức được trong cơ thể mình đang mang một sinh linh bé bỏng. Nên khi thấy bụng mỗi ngày một lớn, Hà kiếm sợi dây vải buộc thật chặt ở bụng để vòng eo nhỏ lại như bình thường. Đó là khoảng thời gian Hà rất khủng hoảng và hoang mang. Cô ấy không dám tâm sự cùng ai, ngồi trong lớp thì vật vờ gục lên gục xuống. Tùng nghe ngóng được tin Hà có em bé nên cố tình lảng tránh. Thấy tình đời bạc bẽo, tâm trạng Hà ngày một u uất, hoảng hốt, lo sợ, nên sống lặng lẽ, khép kín e dè. Những lúc buồn quá, Hà lại viết thư cho tôi. Dù hai đứa thời gian ấy vẫn gặp nhau trên lớp, nhưng chỉ ngồi nhìn nhau mà không chia sẻ được gì. Thị vải, ngày, tháng, năm 1998, tâm. Gặp nhau trên lớp mỗi ngày mà phải ngồi đây cặm cụi viết thư cho nhau, tâm có thấy buồn cười không? Đúng là đời không như mơ tâm nhỉ. Mình đang rất cô đơn, rất buồn và lo lắng. Cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có viễn cảnh bẽ bàng của hôm nay. Tâm ơi, những ngày tháng học cấp 2 thật sự đã xa mãi mãi rồi. Mình tiếc quá. Ước gì có thể quay trở lại, ước gì có thể là mình của ngày xưa. Biết rằng không bao giờ sống lại được nữa, nhưng cuộc đời không đánh thuế ước mơ, nên mình vẫn cứ mơ dù thực tại của mình bẽ bàng lắm. Tâm trạng mình lúc này trăm mối ngổn ngang. Hà có cảm giác rồi đây đời mình sẽ phải rẽ sang một hướng khác. Mình không muốn, mãi mãi không muốn. Tuy xuất phát điểm ban đầu của mình không phải hảo tâm xuất gia, vì hoàn cảnh, vì số phận khắc nghiệt đã đẩy đưa mình đến với cánh cửa thiền môn, mình không như tâm tự nguyện dấn thân đi trên con đường này. Nhưng bao năm qua, được sự dìu dắt của sư phụ, được sự tin tưởng thương yêu của bạn bè, rồi kinh kệ sách vở, chính giáo lý đạo Phật, chính những người con thuần khiết của Đức Phật đã làm mình có thiện tâm, có tình cảm thật sự. Và mỗi ngày như thế, giáo lý của Đức Phật đã ngấm vào máu xương, mình bắt đầu yêu mến Đức Phật và con đường Ngài đã chọn. Ấy vậy mà đã có những lúc mình không làm chủ được. Trí tuệ, sự hiểu biết của mình không đủ lớn để điều khiển được bản năng và nghiệp lực của mình. Mình phải làm sao đi tâm, khi mọi thứ đã quá phũ phàng đối với số phận của mình? Mình không trách ai cả, là tại mình không tốt. Phần người trong mình không đủ dũng khí để chiến thắng phần con, nên giờ đau khổ bẽ bàng. Cảm ơn sự quan tâm, lo lắng của Tâm và các bạn. Xin lỗi vì thời gian qua mình không đủ dũng khí, can đảm để nói ra sự thật đớn đau của cuộc đời mình. Giờ các bạn đã hiểu được phận đời bẽ bàng của mình rồi đó. Mình thật sự đáng trách phải không? Tâm ơi, mai này dù có ra sao thì những ngày bên nhau mãi là kỷ niệm đẹp nhất, khó quên nhất trong cuộc đời của mình. Hà của Tâm và các bạn mãi nhớ. Nhận được thư Hà gửi, tôi đọc mà thấy rất buồn. Vì sự hiểu biết cạn cợt của mình, tôi lơ mơ nhận ra biến cố lớn đang đổ ập xuống đời Hà, và nó thật sự rất đáng sợ. Tôi chưa đủ trưởng thành để khuyên cô ấy, nên đành viết lại mấy dòng trong mảnh giấy nhỏ. Hà ơi, đừng buồn nữa. Bên cạnh bạn luôn có Tâm và các tỷ muội khác. Hà còn có sư phụ hết mực thương yêu. Chúng mình còn có Đức Phật chở che, soi sáng. Mọi chuyện rồi sẽ qua đi. Vững chãi lên Hà nhé. Tuy ngày nào Hà cũng đến lớp, nhưng học để mà học,
đi cho có đi. Chủ yếu là muốn có không gian mới để tìm quên sự sợ hãi, hoảng hốt, hoang mang của hiện tại. Hà không có tâm trạng học, không buồn chép bài. Mỗi khi lớp kiểm tra, Hà chỉ nhìn người bên cạnh chép vào. Khi bị gọi lên bảng trả bài, Hà cứ đứng bên cạnh cô giáo, im lặng mà ánh mắt nhìn xa xăm, buồn dịu vậy. Thậm chí khi được cô hỏi đến thì ôm mặt khóc thê lương. Nhìn Hà, ai cũng đau lòng, thương cảm. Có những lúc sư phụ đi vắng, không có ở chùa dùng cơm trưa, Hà ở một mình buồn quá, cũng đạp xe đi lang thang khắp đó đây. Nhiều lần cô ấy ghé vào nhà những người bạn thân thời cấp 2. Nếu ngày xưa họ đón đã gọi mời, nhiệt thành đón tiếp, thì hôm nay dường như tất cả đang dành cho cô ấy sự lãng tránh, lạnh lùng, thờ ơ đến nhói đau. Hạ dần mất niềm tin vào cuộc sống, vào con người, vào sự đời tẻ nhạt. Đã có lúc Hạ quẫn trí, đau buồn, tủi nhục và nghĩ đến cái chết. Nhiều lần trong đêm tối Hạ muốn kết thúc đời mình, ra đi tìm lối thoát cho bản thân. Nhưng Hạ nghĩ đến ba mẹ già, nghèo khó ở quê, nghĩ đến sư phụ, nghĩ đến năm điều đạo đức mà điều đầu tiên là không được giết hại chính mình và tha nhân, Hà lại chùng bước và không đủ tự tin để làm. Cái thai mỗi ngày một lớn, không chỉ Hà mà sư phụ cũng bị miệng đời đàm tiếu, thế gian dị nghị. Sư phụ gọi Tùng qua nói chuyện, anh ta chối phăng mọi thứ. Tùng là một chàng thanh niên chưa trưởng thành, lại thất học, gia đình nghèo túng, phải bươn chải kiếm sống trong nương rẫy núi đồi. Tùng chối, cha mẹ Tùng cũng nghe lời con, chửi bới, mạt sát, lăng nhục thầy trò Hà. Họ còn cho sư phụ là người tu hành mà đặt điều hại người vô tội, đau buồn, nhục nhã, xấu hổ đến ê chề. Nhưng chuyện đã vỡ lỡ rồi, dù có đánh có mắng, có bắt đền thì mọi thứ cũng không còn vẹn nguyên như cũ. Sư phụ thương Hà mà cũng thương cho nghiệp chướng trả vay, luân hồi xoay chuyển. Nhiều đêm trăn trở nghĩ suy, không biết phải ứng xử làm sao cho phải. Hằng ngày đối diện với bào thai mỗi lúc lớn dần, rồi miệng đời dị nghị của chòm xóm, xã hội, dù muốn thương, muốn bảo bọc đệ tử cũng thật khó lắm thay. Sau nhiều đêm không ngủ, cuối cùng sư phụ cũng gọi Hà vào phòng. Hai thầy trò tâm sự thâu đêm. Sư phụ biết con rất buồn và tuyệt vọng, con vẫn chưa đủ chín chắn để hiểu hết những bất trắc của thế gian. Chuyện dại dột của con ngày hôm nay, sư phụ cũng có lỗi, cũng có một phần trách nhiệm. Khi không thể bảo bọc con đến nơi đến chốn, sư phụ xin lỗi con. Mô Phật bạch sư phụ, tất cả là lỗi của con. Vì con không biết giữ mình, vì cuộc sống buông thả nên đã làm ảnh hưởng đến chùa, ảnh hưởng đến danh dự của sư phụ. Con thấy mình không xứng đáng với sự lo lắng, chăm sóc, thương yêu của thầy. Lẽ ra khi chùa đang xây dựng, con phải phụ một tay trong ngoài, để ngôi bảo điện ngày một khang trang, hưng thịnh. Vậy mà khi thầy bận đi hóa duyên, bận đi lo Phật sự nhiều ngày, con lại để cho sự yếu đuối của phận má đào hủy hoại cuộc đời mình. Con hối hận quá sư phụ ơi. Hạ khóc một hồi rồi chắp tay thưa. Bạch sư phụ, con đã nghe nhiều lời đàm tiếu của mọi người về chùa, về sư phụ, vì đứa bé trong bụng con. Do vậy con mong sư phụ đồng ý cho con về lại Bạc Liêu. Con biết ba mẹ con già yếu bệnh tật, nhưng con nghĩ về đó sẽ phù hợp với con hơn ở chùa vào lúc này. Con mong sư phụ tác thành và xin người nhận nơi con lời sám hối tận sâu thẳm trái tim. Mai này dù đi đâu, ra sao, con mãi không quên ân tình giáo dưỡng của sư phụ. Để con ra đi trong lúc này là điều sư phụ không bao giờ muốn. Nhưng chùa đang trong giai đoạn xây dựng, mọi thứ bừa bộn, công việc khá nhiều, sư phụ không có nhiều thời gian chăm sóc cho con. Hơn nữa, sự đàm tiếu của chòm xóm, lời thị phi, chỉ trích của mọi người sẽ làm con thêm buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Thôi,
con cứ về Bạc Liêu với gia đình, sư phụ sẽ giúp con lo cho đứa bé. Lại tạ sư phụ rồi, Hà trở về phòng mà lòng ngổn ngang trăm mối. Nhìn sư phụ buồn, nét quầng thâm hiện rõ trên đôi mắt mất ngủ nhiều đêm, lòng Hà đau đớn. Tuy không thể hiện nhiều, nhưng nỗi đau của sư phụ nào có thua gì Hà. Biết mình sẽ rời chùa về Bạc Liêu, Hà cảm nhận được sự mất mát bao phủ trái tim mình, nơi này đã gắn bó suốt một thời tuổi thơ. Những tháng ngày êm đềm bên lời kinh nhịp mỏ, nếu những năm tháng ở với ba mẹ, công việc mỗi ngày của Hà là đi học, rồi bắt ốc mò cua, làm bạn với ruộng lúa, bờ mương để kiếm tìm sự sống, thì từ ngày được sư phụ nhận nuôi, Hà đã tận hưởng hết tất cả những gì mà một tuổi thơ êm đềm cần có. Rời khỏi nơi này, Hà ý thức được rồi đây mình sẽ phải đối diện với những cảnh bé bàng, oan trái. Mình sẽ sống lại những ngày tháng cơ cực năm xưa. Mình sẽ nhớ chùa, nhớ những ngày bên sư phụ kính thương. Càng nghĩ, Hà càng không muốn rời đi, lòng trùng xuống, nỗi buồn xâm chiếm tâm can. Cô bước lên chánh điện, nơi mỗi ngày vẫn quét dọn, lễ bái sớm hôm. Tiếng mõ vẫn nằm đó, chuông gia trì vẫn ở đây, tượng Phật bổn sư vẫn uy nghiêm ngự tòa sen rực rỡ. Vậy mà Hà cảm nhận như mọi thứ không còn thuộc về mình nữa. Có gì đó rất buồn và rất đổi xa xăm. Hà đưa tay sờ vào tòa sen, rồi lật từng trang kinh, như muốn lưu giữ lại những gì thiêng liêng, cao quý nhất, không muốn rời đi hay chia lìa mãi mãi. Bước ra thềm chánh điện, hướng mắt nhìn về ngọn núi Thị Vải trong đêm, nơi có những tảng đá sừng sững và rừng cây xanh mát. Ở lưng chừng đồi núi trập trùng ấy là bao kỷ niệm của những ngày hè háo hức bên các bạn. Những giờ thiền hành được sư phụ tổ chức cho quý Phật tử có cơ hội trải nghiệm sống cuộc đời tỉnh thức. Nhưng có lẽ sau hôm nay, mọi thứ sẽ khép lại, sẽ trở thành dĩ vãng xa xăm. Hà nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại một lần nào nữa. Đảo mắt một vòng, rồi Hà nhìn lại nơi mái nhà lá đơn sơ, hình ảnh Tùng xuất hiện ngay sau đó. Cô bật khóc, khóc cho sự nông nổi bồng bột của mình. Tùng đã bỏ đi đâu đó cả tháng nay. Hai ông bà cũng không qua chùa mà thường xuyên đi tụm năm tụm bảy nói xấu Hà và sư phụ. Đúng là oan nghiệt trớ trêu thay. Ngày Hà rời đi, sư phụ không có mặt ở chùa. Người bận lên Sài Gòn chọn tượng Phật, vì có một gia đình Phật tử phát tâm cúng dường tượng Phật bổn sư cho chánh điện đang xây của chùa. Cầm bao thư tiền sư phụ cho trên tay, Hà biết đây là tất cả những ưu tư, sự khó khăn trong lúc đang xây dựng chùa của sư phụ. Hà biết rằng việc làm của mình hôm nay là không phải, là sai trái. Nhưng Hà luôn tâm niệm sẽ ghi nhớ những thâm ân này để sống tốt hơn, sống hữu ích hơn, là mọi thứ để Phật Pháp trường lưu ở ngày mai. Bởi sư phụ từng dạy, không phải khi bàn tay làm gì đó sai trái, lập tức chúng ta chặt tay đi để chuộc lại lỗi lầm, mà hãy dùng nó làm nên những điều ý nghĩa cho đời thêm hoa thơm, quả ngọt, để bù lại những tổn thất mà nó đã từng gây ra. Xách ba lô lên, bước ra khỏi thềm chùa, Hạ tiến đến đài Quan Âm Lộ Thiên, quỳ mọp dưới chân ngài. Nơi đây, dưới bóng hình từ bi của Bồ Tát, mỗi ngày Hạ đều ra đây học chú Lăng Nghiêm, tỳ ni nhật dụng. Hồi còn nhỏ xíu, cũng có ngày do ham chơi, không thuộc bài, Hạ cũng bị sư phụ phạt quỳ nơi đây. Tất cả mọi thứ vẫn còn ở đó, nhưng lòng Hà cảm nhận rõ sự đổ nát, xa xăm. Hà khóc, những giọt nước mắt hối hận muộn màng rơi xuống. Hà cũng nghĩ đến ngày mai, liệu có một con đường sáng nào đó dành cho Hà, cho một chú tiểu dại khờ nông nổi. Hà xách ba lô, lao nhanh về phía trước, bỏ lại sau lưng những khoảng trống vô bờ. Đón con gái trở về trong cảnh bẽ bàng, tủi nhục, nhưng là Phật tử lâu năm, hiểu rõ nhân quả nghiệp báo. Ba mẹ Hà tuy buồn bã mà vẫn hết lòng chăm sóc cô. Trước đó, vì được sư phụ cho biết, cũng được người phân tích cặn kẽ mọi thứ, nên ông bà cũng không quá sốc khi thấy con trở về trong hình hài bụng mang dạ chữa. Cả hai lúc này chỉ mong được vui vẻ giúp con và bản thân trả hết nghiệp chướng đã vai tùng từ một kiếp nào đó trong quá khứ. Tuy nghĩ vậy thôi, nhưng không khí trầm lặng, u uất vẫn xuất hiện đâu đó trên đôi mắt
trên vầng trán nhăn nheo của ông bà. Gia cảnh khó khăn, ngôi nhà chật hẹp, tuền toàn, không có gì quý giá. Ba mẹ Hà vốn đã vất vả, thì nay lại còn lam lũ hơn. Tuy cô biết lỗi và thương ba mẹ thật nhiều, nhưng không thể giúp được gì vì bụng đã lớn, đi lại khó khăn nặng nề. Mỗi ngày chỉ đối diện với căn nhà nhỏ hẹp, lùi tới với những buồn đau và sự hối hận của bản thân. Hà buồn và cảm thấy bất lực. Một đôi lần Hà viết thư cho tôi: Bạc Liêu, ngày, tháng, năm 1998, tâm xa. Vậy là mình đã rời chùa, rời sư phụ, rời bạn bè, trường lớp được hơn một tháng rồi. Buồn lắm Tâm ơi, Hà không nghĩ có một ngày cuộc đời mình lại rơi vào hoàn cảnh bi đát như hôm nay. Suốt những năm tháng làm tiểu ở chùa, mình không giúp gì được cho ba mẹ, chưa từng đỡ đần cơm cháo, trà nước hay giặt tấm áo, tấm quần cho người. Vậy mà hôm nay quay trở lại, mình lại xách về cho ba mẹ sự nhục nhã ê chề, còn làm thêm sự lo toan về cơm áo của gia đình. Bao nhiêu năm ở chùa tụng đọc lời thánh hiền giảng dạy, bài kinh nào cũng hay, cuốn sách nào cũng thực tế, nhưng dường như phần đọc tụng và phần thực hành chưa hòa nhập cùng nhau. Vậy nên đọc cứ đọc, vô minh vẫn cứ vô minh. Và bây giờ không phải chỉ mình khổ, mà người thân, người thương của mình cũng khổ. Nhớ lắm Tâm biết không, những con đường chúng mình từng đạp xe đi học mỗi ngày 2 buổi, những ngôi chùa chúng mình đã từng ghé qua, những người bạn thân chúng mình từng gặp gỡ và tâm sự, những giờ học đầy ắp tiếng nói cười rộn rã. Với mình mọi thứ đã chấm dứt. Kiếp sống là một tiểu ni ở chùa từ nay khép lại. Mình đau lắm, thật sự rất đau. Mình biết mình tệ lắm, hư đốn lắm. Mình không xứng đáng nhận được sự yêu thương, che chở của mọi người. Nhưng Tâm ơi, nếu ở đời tất cả chúng ta đều biết trước mọi thứ, thì hôm nay mình đâu có bẻ bàng, khổ sở như vậy. Cảm ơn Tâm đã lắng nghe mình, dù lúc vui hay khi mình khốn khó. Bao năm rồi, Tâm vẫn thế, tình bạn không quá vồ vập, nhưng chân thành tuyệt đối. Khi mình lâm nạn, bao nhiêu người dè biểu, quay lưng, Tâm vẫn ở đó, vững chãi lắng nghe, không phán xét, không trách móc. Có bạn, mình như thêm động lực để vực dậy và bước qua bao thác gờn của dòng đời dâu bể. Hoạn nạn mới thấy chân thành là đó, phải không Tâm? Mình sắp sanh rồi, mình nghĩ vậy vì cơ thể cũng có dấu hiệu thay đổi. Nghĩ đến ngày đó mình cảm thấy rất hoang mang, sợ hãi. Đứa con này là nghiệp chướng của mình, chính nó làm mình đau khổ, xấu hổ và phải dừng lại cả tương lai, lý tưởng sống cao đẹp. Nhưng nếu nó đã đến với mình rồi, nhất định mình sẽ bảo vệ nó đến cùng, nuôi dưỡng chăm sóc nó đến cùng. Mình cảm nhận được tình yêu thương vô bờ đối với sinh linh bé bỏng này lắm. Thời gian qua, sư phụ vẫn gửi tiền đều đặn cho mình trang trải cuộc sống. Mình biết sư phụ cũng đang rất khó khăn trong việc lo tài chánh xây dựng chùa, nhưng vì đường cùng nên mình không biết xoay sở phương nào. Mình đã hiểu lời Phật dạy, cũng không muốn mắc nợ Tam Bảo, Thầy Tổ. Nên sau này, khi con cứng cáp, mình sẽ đi làm để tự lo lắng cho bản thân, con và ba mẹ. Khi ổn định rồi, mình sẽ trích tiền để cúng lại sư phụ, để người lo lắng cho chùa. Không làm như vậy, cảm giác mắc nợ sẽ đeo đẳng mình không dứt. Tâm mà, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời mình viết thư cho một người bạn dài đến vậy. Vì mình buồn và cũng không biết chia sẻ cùng ai. Ba mẹ đi ra đồng từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Có lẽ họ cũng không muốn nhìn thấy con họ mỗi ngày khổ sở, héo hon như vậy. Nhưng bây giờ mình nghĩ khác rồi. Mình sẽ mạnh mẽ, đứng dậy để sống và bước tiếp về phía tương lai. Nếu không làm được một bậc chân tu, mình sẽ là một Phật tử thuần thành,
sống và làm đúng theo tinh thần Phật dạy. Bởi mình bây giờ không chỉ sống cho mình, mà còn ba mẹ, còn con và sư phụ của mình nữa. Nghĩ là nghĩ vậy đó, chứ hiện giờ mình nhớ chùa lắm. Khuya khuya sớm sớm nghe tiếng đại hồng chung từ xa vọng lại, bao nhiêu hồi ức đẹp chợt ùa về, nước mắt của mình lại rơi. Mình phải dừng bút rồi, vì mình sợ cảm giác sống lại ký ức của những ngày xưa. Tạm biệt bạn của tôi. Thời gian sau, Hà sanh một bé gái trong thiếu thốn nghèo đói. Cũng có những tháng vì phải giải quyết tiền thợ thầy, tiền vật liệu xây dựng, sư phụ không gửi tiền về cho Hà, cả gia đình phải chật vật mưu sinh. Nhân quả hiện tiền, nghiệp lực đẩy đưa, bé gái Hà sanh ra giống tùng như đúc, từ chân mày, mũi két, mắt một mí, nốt ruồi. Chỉ cần nhìn vào bé, những ai đã gặp qua Tùng đều nghĩ đó là giọt máu do Tùng để lại. Hà muốn nhân cơ hội này dập tắt sự chửi bới, khinh rẻ và chối tội của gia đình Tùng. Hơn 3 tháng sau sinh, Hà ẵm con lên lại chùa để nói chuyện với gia đình Tùng. Lúc này Tùng hết đường chối cãi, nhưng hắn trở qua quát thẳng vào mặt Hà. Cô ngu dại thì ráng chịu. Cô thử nghĩ xem, mở dân miệng mèo, con mèo nào không ăn là con mèo đó bệnh hoạn. Cô tự trách cô ngu dại, chứ đừng đổ lỗi cho tôi. Tôi không bao giờ nhận đứa bé này đâu. Cô đưa nó đi khỏi đây cho khuất mắt. Ba mẹ Tùng thì xấu hổ khi nhìn đứa bé giống con mình như khuôn đúc ra. Ông bà lén lén bỏ vào trong. Tuy bị Tùng chửi rủa từ chối, nhưng từ đó sư phụ Hà không còn đối diện với cảnh chửi bới thậm tệ của gia đình Tùng nữa. Khi bé hơn 4 tháng tuổi, Hà để con cho mẹ chăm. Cô bắt đầu kiếm việc làm để đỡ đần kinh tế gia đình, cho ba mẹ bớt vất vả. Sau vài 3 tháng, Hà xin phép sư phụ không nhận tiền trợ cấp của người nữa. Cuộc sống của Hà bắt đầu thay đổi. Cô làm có tiền và trang trải cuộc sống, lo cho bản thân, con gái và ba mẹ. Sau hơn 2 năm, công việc ổn định, may mắn mỉm cười nên mỗi tháng cô gửi lên chùa cúng dường cho sư phụ. Chùa bây giờ đã nuôi được vài đứa trẻ mồ côi. Hà phát tâm cúng dường tiền sữa mỗi tháng cho các bé. 7 năm sau, Hà chính thức bước lên xe hoa với một người đàn ông thành đạt. Anh cũng là một Phật tử thuần thành và hết mực thương yêu, lo lắng cho Hà. Vợ chồng Hà có thêm 2 con, một trai và một gái. Hai vợ chồng thường xuyên lên chùa lễ Phật, cúng dường và chăm nuôi các bé mồ côi. Con gái lớn của Hà nhiều năm sau cũng xin phép ba mẹ được xuất gia, muốn đi theo con đường của sư phụ, làm lợi ích cho tất cả mọi người. Hà mừng lắm vì đây chính là tâm nguyện của cả đời cô, nhưng vì sự bồng bột của tuổi trẻ mà cô đành dang dở. Bây giờ con gái cô phát tâm xuất gia, cô mừng vì trong những đứa con yêu dấu của mình cũng có đứa tự nguyện bước tiếp con đường mà cô không thực hiện trọn vẹn. Dĩ nhiên cô cũng đã tâm sự cho con nghe về những dại khờ thời tuổi trẻ của mình, để con lấy đó làm kinh nghiệm trong bước đường tu tập mai sau. Bản thân tôi cũng vậy, cũng luôn lấy câu chuyện của Hà làm động lực để thúc đẩy bản thân cố gắng nhiều hơn trên con đường tu tập. Tuy Hà đã thất bại trên đường tu, nhưng Hà lại là tấm gương, là nỗi ám ảnh đã đi theo tôi suốt chặng đường dài. Nhờ đó, tôi đã có được những trải nghiệm quý giá và thành công như hôm nay. Mỗi khi có những cám dỗ hay điều hấp dẫn xuất hiện bên cuộc đời, tôi đều lấy hình ảnh Hà đặt nằm cạnh kế bên, thế là tâm đạo ngày thêm vững chãi. Sau 5 năm tập sự xuất gia học đạo, con gái Hà hiện tại đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành giáo dục tại Úc Châu. Tuy đang còn học, nhưng cô ấy vẫn dành thời gian làm rất nhiều công đức Phật sự để độ sinh giúp đời. Vợ chồng Hà cũng hết lòng hộ trì Tam Bảo, một mặt cũng muốn giúp con hoàn thành ước nguyện, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Tùng sau này nghèo đói bệnh tật, cha mẹ qua đời không có hòm chôn, phải qua chùa nhờ sư phụ hỗ trợ quan tài, lò ma chay cúng kiến. Hà phát tâm cùng sư phụ lo chôn cất ông bà, vì Hà muốn chấm dứt nghiệp chướng với gia đình này trong hoan hỷ, bao dung và tha thứ. Tùng có lẽ vì mắc quả báo không nhận con, nên dù có vợ mà không sanh được đứa nào,
Cuộc đời nghèo khổ bệnh tật cuốn lấy cả kiếp sống của Tùng. Vợ chán nản bỏ đi, mình Tùng sống cô đơn và lìa đời trong đêm dài lặng lẽ. Phải luôn ghi nhớ một điều rằng chẳng có cú té ngã nào bắt buộc chúng ta ngồi lại mãi mãi. Chỉ có chúng ta không chấp nhận sự thật nên chẳng chịu đứng lên bước tiếp mà thôi.